Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào các bạn khán giả yêu mến của Tin Mới. Các bạn thân mến, xưa nay việc Trung Quốc vẫn nung nấu dạ tâm thôn tính Việt Nam thì chẳng có gì lạ. Mảnh đất phương Nam luôn khiến họ thèm khát từ hàng ngàn năm nay, nhưng đó vẫn chưa là thứ chúng muốn có nhất đâu các bạn ạ. Các bạn có biết thứ mà chúng thèm khát có được nhất là gì không ạ? Lệch đi đâu được, đó chính là vùng biển nước ta đó các bạn. Có thể nói Trung Quốc như một con hổ đói khát, luôn rình rập với khao khát thèm muốn, sẵn sàng dung túng cái móng vuốt của mình vồ ra bất cứ lúc nào. Đặc biệt với vị trí chiến lược quan trọng hòn đảo Ngọc Phú Quốc của Việt Nam luôn nằm trong tầm ngắm của gã khổng lồ phương Bắc này. Vậy đảo Phú Quốc có gì mà Trung Quốc luôn khao khát thèm muốn có được? Có thể các bạn chưa biết, Trung Quốc đang theo đuổi một siêu dự án là kênh đào xuyên Thái Lan. Và các bạn có biết con đường đó sẽ đi qua đâu không? Đó chính là Phú Quốc của Việt Nam ta. Nếu hệ thống kênh đào này hoàn thiện, Trung Quốc sẽ nắm giữ cái trạm BOT trên biển lớn nhất khu vực mà Trung Quốc luôn nhìn như một miếng mồi ngon béo bở. Kênh đào Kra, siêu dự án của Thái Lan với tiềm năng vô cùng lớn, không chỉ giải quyết gánh nặng trên eo biển Malacca mà còn kích thích giao thương quốc tế, nâng tầm giá trị khu vực. Kênh đào Kra, nơi được ví như kênh đào Suez hay Panama của châu Á, vẫn luôn là vấn đề được quan tâm và kỳ vọng hàng đầu trong khu vực. Và liệu kênh đào Kra có ảnh hưởng gì đến Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng? Chúng ta hãy cùng Tin Mới tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu kênh đảo Kra một chút nhé. El Kra là một dải đất hẹp chạy dài theo hướng Bắc Nam và nối bán đảo Malaysia với phần đất liền châu Á. El đất Kra có phần phía đông thuộc Thái Lan và trông ra vịnh Thái Lan, phần phía tây thuộc Myanmar và nhìn ra biển Andaman. Dự án kênh đào Kra là siêu kênh đào hai chiều có độ sâu 25m, dài hơn 100km, cắt ngang vùng Kra ở miền Nam Thái Lan, cho phép tàu có tải trọng lên đến 350.000 tấn qua lại thuận tiện, kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Kinh phí dự kiến là 20 đến 30 tỷ đô la Mỹ tùy theo tuyến xây dựng và mất lên đến 10 năm để hoàn thành. Được xem như là kênh đào Suez hay kênh đào Panama của châu Á, siêu dự án này sẽ rút ngắn hơn 1.200 km hành trình và ước tính trung bình một tàu cỡ lớn sẽ có thể tiết kiệm hơn 350.000 đô la Mỹ chi phí vận hành nếu di chuyển qua kênh đào Kra. Cho đến bây giờ, các tàu thuyền lưu thông từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương và ngược lại sẽ phải đi qua eo biển Malacca, nằm giữa bán đảo Malaysia và Sumatra. Eo biển này dài khoảng 1.000 km, bề ngang hẹp, chỗ hẹp nhất chưa tới 2,5 km với độ sâu khoảng 25 mét. Các tàu thuyền chở dầu và hàng hóa có trọng tải lớn khi đi qua đây gặp rất nhiều trở ngại, nên thường phải chạy vòng xuống phía nam của đảo Sumatra để đi qua eo biển Lombok rộng và sâu khoảng 250 mét. Không chỉ vậy, lượng tàu thuyền đi qua eo biển Malacca ngày càng tăng, làm cho sự lưu thông ở đây bị đình trệ. Để tạo điều kiện cho tàu thuyền lưu thông, rút ngắn hải trình từ đông sang tây và ngược lại, chính quyền Thái Lan cùng nhiều công ty của Mỹ, Nhật, Trung Quốc đề nghị đào kênh Kra trong lãnh thổ của Thái Lan nhằm nối liền vịnh Thái Lan và Ấn Độ Dương. Dự án này đã được lên ý tưởng từ gần 100 năm trước nhưng do nhiều nguyên nhân và điều kiện khách quan chưa thể thực hiện được. Theo các nhà hàng hải châu Á và thế giới cho rằng, khi con kênh này được đi vào hoạt động thì con đường hàng hải từ Địa Trung Hải qua kênh Suez tới Tây Thái Bình Dương sẽ được rút ngắn tới trên 1.000 km, giảm được 3 đến 5 ngày phải đi qua eo biển Malacca, giảm chi phí cho mỗi chuyến tàu trên 150.000 đô la Mỹ, đồng thời tránh được nạn cướp biển hoành hành dữ dội tại vùng eo biển Malacca. Sau nhiều năm tạm ngừng, tháng 5 năm 2015, Trung Quốc đã chính thức khởi động lại dự án xây dựng kênh đào nhân tạo lớn nhất khu vực châu Á mang tên Kra, đi qua eo đất Kra thuộc miền Nam Thái Lan. Kênh Kra dự kiến được xây dựng có chiều dài 163 km, nối liền Ấn Độ Dương và vịnh Thái Lan với kinh phí khoảng 28 tỷ đô la Mỹ. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là kênh đào nhân tạo lớn nhất châu Á. Không chỉ vậy, lợi ích của kênh Kra mang lại không hề nhỏ. Thứ nhất, kênh Kra giúp giảm chi phí và thời gian vận chuyển cho các chuyến tàu khởi hành từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương và ngược lại nhờ lộ trình rút ngắn hơn 1.000 km. Thứ hai, đem lại nguồn thu không hề nhỏ cho Thái Lan. Khi được hình thành, kênh Kra sẽ trở thành trục hàng hải của các nước ASEAN trên đường hàng hải từ Tây sang Đông và ngược lại. Theo ước tính của GIS, doanh số thương mại quốc tế hàng năm sẽ lên đến 280 tỷ đô la Mỹ trên một diện tích lãnh thổ hình tròn,
lấy tâm điểm là kênh đảo Kra với bán kính 2.400 km, trên đó có 1,2 tỷ người sinh sống. Chính phủ Thái Lan có thể thu về một nguồn lợi tức lớn lao từ những hoạt động liên quan đến sự sử dụng kênh đảo Kra như thu tiền lưu hành quá cảnh, thuế lợi tức và thuế xuất cảnh, những dịch vụ sửa chữa và cung cấp nhiên liệu cũng như những nguồn lợi cho các xưởng đóng tàu đem lại. Điều lý thú là dự án kênh đảo Kra bao gồm cả sự phát triển của hải cảng sông Kra trong vịnh Thái Lan, sự phát triển của nền kỹ nghệ địa phương, thương mại quốc tế, phát triển toàn bộ hạ tầng cơ sở, nhà cửa và bất động sản khác như các nhu cầu kỹ nghệ ở hai đầu kênh và những dịch vụ hỗ trợ mọi hình thức lưu thông hàng hải ở trong vùng. Số lượng công nhân sử dụng lên đến 30.000 người trong thời gian 10 năm thực hiện dự án. Thứ ba, bên cạnh Thái Lan, các nước trong khối ASEAN trong đó không thể không nhắc đến việc Việt Nam cũng sẽ được phát triển theo. Hoạt động thương mại quốc tế gia tăng nhờ vào sự vận chuyển hàng hóa bằng đường biển sẽ làm thay đổi bộ mặt của những thành phố trong vùng duyên hải Việt Nam, Campuchia và Myanmar. Kinh nghiệm hiện nay cho thấy Thái Lan và Myanmar đã thu được nhiều lợi tức khi cho phép tàu thuyền ngoại quốc lưu thông trong hải phận của họ để đi đến eo biển Malacca. Vì vậy, Thái Lan và Myanmar hợp tác với nhau để xây hải cảng nước sâu theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Việc xây dựng hải cảng này dẫn đến sự phát triển nhà cửa ở thành phố New Quay mà trước đây gọi là Tha Voi ở phía nam của Myanmar. Như những lợi ích mà nó mang lại cho khu vực, nhiều người dân đặt ra câu hỏi Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng hưởng lợi gì từ kênh đảo Kra khi siêu dự án kênh đảo Kra được đưa vào thực hiện sẽ tạo nên một hành lang sầm uất nâng tầm giá trị của Biển Đông. Bên cạnh đó, giảm sự phụ thuộc đáng kể vào eo biển Malacca cùng với các nước trong khu vực, kênh đảo Kra được đánh giá sẽ có tác động lớn đối với Việt Nam, đặc biệt với vùng biển Kiên Giang vốn đã nằm gần đường hải lưu quốc tế với liều lượng lớn tàu thuyền ra vào kênh Kra. Vùng biển Kiên Giang, Phú Quốc có cơ hội được đánh thức và là động lực vô cùng lớn để Việt Nam phát triển hải cảng ở phía Nam. Và những hải cảng này được kỳ vọng trở thành đối thủ của Singapore. Nền kinh tế Việt Nam có thương mại hải cảng đến 90% lượng hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển và đây chính là cơ hội rất lớn để tăng cường phát triển kinh tế hàng hải. Khi kênh đảo Kra được khai thông, tuyến đường hàng hải quốc tế chạy dọc và bó sát các thành phố duyên hải Việt Nam kéo dài từ Phú Quốc đến Vịnh Tân Phong với lợi thế địa lý và cơ sở hạ tầng hiện đang đầu tư tốt. Phú Quốc hoàn toàn có thể cạnh tranh với các cảng lớn khác trong khu vực. Và trong một tương lai không xa, từ những hình ảnh tích cực của kênh đảo Kra, đảo Ngọc Phú Quốc được trông chờ là Singapore thứ hai tại châu Á, trở thành một vùng kinh tế đặc biệt không chỉ riêng lĩnh vực vận tải biển mà kéo theo sự thay đổi tích cực các ngành dịch vụ vận tải kho bãi. Ta có thể thấy kênh đảo mang lại nhiều giá trị to lớn, nhưng tại sao dự án qua hàng trăm năm vẫn nằm yên trên giấy? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé! Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì vẫn có không ít phản đối. Những người chỉ trích việc xây dựng kênh đảo vẫn cảm thấy không thuyết phục. Dự án này vẫn còn vấp phải rất nhiều tranh cãi, xuất phát từ con số xây dựng quá lớn của kênh đảo này. Chủ yếu, họ cho rằng kênh đảo Kra không khả thi về mặt thương mại. Nhiều chuyên gia cho rằng các lợi ích thương mại mà kênh đảo mang lại sẽ khó để bù đắp khoản vốn đầu tư mà chính phủ nước họ phải bỏ ra cho siêu dự án. Chi phí xây dựng khổng lồ không thể lấy lại được từ phí quá cảnh bởi vì các công ty vận chuyển sẽ không sẵn lòng chịu thêm chi phí chỉ để tiết kiệm 2 hoặc 3 ngày đường, nhất là vào thời điểm giá dầu thấp. Trường hợp này khá khác với trường hợp của kênh đảo Suez và Panama khi hai cái đầu này giúp tàu thuyền tiết kiệm được hàng tuần đi biển. Các nhà phân tích chiến lược Thái Lan cũng lo ngại rằng kênh đảo Kra có thể trở thành đối tượng của sự cạnh tranh Trung Mỹ, giống như các dự án này từng bị kéo vào cuộc cạnh tranh Pháp-Anh vào thế kỷ 19. Đáng ngạc nhiên, một số người Thái vẫn tỏ lo lắng rằng kênh đảo sẽ chia cắt đất nước và kích động những người miền Nam cực đoan ly khai. Thực tế hơn, những người khác lo lắng rằng tuyến đường thủy dài 100 km sẽ dễ bị tấn công bởi những người Hồi giáo gốc Malay nổi loạn. Bangkok cũng phải cân nhắc sự nhạy cảm thương mại của các nước láng giềng, đặc biệt là Singapore và Malaysia, khi kênh đảo có thể chuyển những tuyến hàng có giá trị ra khỏi cảng của họ. Chính phủ Thái Lan cũng cần xem xét tác động môi trường đến từ việc xây dựng dự án lớn này và cách mà nó sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch đang mang lại nhiều lợi nhuận của quốc gia. Đồng thời, quyền sở hữu và vận hành tuyến đường thủy chắc chắn sẽ bị cuốn vào cuộc đua quyền lực của các nước lớn. Những điều này đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Các lập luận ủng hộ và phản đối việc xây dựng kênh đảo qua cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng chúng ta có thể thấy, nếu dự án này hoàn thành, cái tên Việt Nam sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Các bạn thân mến, video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng là các bạn
đã có câu trả lời cho thắc mắc vì sao Trung Quốc lại thèm khát và luôn muốn có được vùng biển đảo nước ta, đặc biệt là kênh đảo Kra ở Phú Quốc rồi đúng không ạ? Các bạn khán giả có suy nghĩ như thế nào về sự ảnh hưởng của kênh đảo này trong tương lai đối với Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng? Hãy cho tin mới biết ý kiến của mình bằng cách comment phía dưới nhé! Cũng đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.